Em chào các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này thì em có kết nối luôn cả Zalo các bác nhé. Hôm nay thì em lại đang có một ít cái phụ kiện và đồ chơi cho xe đạp để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá cụ thể từng cái mặt hàng. Các bác có nhu cầu sử dụng thì cứ cho em địa chỉ để em ship hàng đến tận nhà các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào hai cái yên trước đi. Ở đây thì em đang có một cái chiếc yên Brzo Logo. Cái yên này của em ý, thì các bác có thể gắn lên Zoat này hoặc là gắn lên MTB đều rất là ok các bác nhé. Chiếc này của em thì nó còn mới lắm. Các bác nhìn cái gọng của nó này. Đấy, đây. Gọng. Hầu như là chưa có một cái vết xước nào trên gọng các bác nhé. Yên này thì nó là dòng 143, cái chỗ to nhất là 14,3 cm. Đằng sau thì nó có một cái logo của Brzo Logo luôn. Cái này thì buổi tối nó phản quang các bác nhé. Để em đo cái chiều dài để các bác. Chiếc này thì nó dài khoảng 24 cm. Đó. Yên còn rất là mới các bác nhé. Có thể nói là đẹp như mới luôn. Trang trí màu cũng khá là đẹp. Đây các bác này. Đẹp như mới các bác nhé. Chiếc này thì để cho các bác 1,6 triệu. Dòng 143. Cái gọng này là gọng thép không rỉ các bác nhé. 1,6 triệu. Tiếp đến thì em lại có một cái chiếc Brzo Logo nữa. Chiếc này thì cái gọng của nó là bằng carbon. Cái chiếc này ngồi form nó sướng lắm. Ngồi nó rất là ôm mông các bác nhé. Thằng này thì bác nào mà ngại mà quần bỉm là mua cái chiếc này này. Nó êm. Mà nó lại bằng carbon. Cái này thì cái phần sơn ý, thì nó cũng có bị mờ mờ rồi các bác nhé. Đây này. Đấy cái phần sơn ở cái chữ này. Đây. Đó. Nó cũng có bị mờ rồi. Cái phần da thì chưa có xước sát gì cả. Da còn rất là mới các bác nhé. Đây này. Da còn đẹp, chưa có xước sát gì cả. Đây. Đấy, cái màu trắng ấy là nhiều lúc quay nó hơi lóa tí. Nói chung là đẹp các bác nhé. Các bác nhìn cái gọng của nó này. Gọng của nó là rất là mới. Để em đo cái kích thước của nó này. Chiếc này thì nó dài khoảng 27 cm. Đó. Cái chỗ to nhất thì nó vào khoảng 13 cm các bác nhé. Chiếc này ngồi sướng lắm. Em đã ngồi thử một lần cái dòng yên này rồi. Nó võng võng như kiểu là dòng yên ngựa. Và hai cái bên mình đặt cái quả mông lên là nó hơi thoải. Ngồi nó rất là ôm mông, ngồi lâu rồi nó không bị mỏi. Các bác nhé. Chiếc này thì giá để các bác nó rất là hợp lý luôn. 1,680,000 thôi. Đó. Bác nào mà mông vừa vừa thôi. Mông vừa vừa các bác nhé. Là ngồi những cái quả yên như thế này. Bác nào mông to thì ngồi cái này. 1,680,000 cái yên carbon. Gọng carbon các bác nhé. Đó. Tiếp đến thì em có hai cái bộ má phanh của Camba Glolo. Hàng mới chưa qua sử dụng. Cái này thì 1,230,000 một đôi các bác nhé. 1,230,000 một đôi. Đó. Hàng mới nên là không cần phải nói nhiều đâu các bác ơi, không cần phải quảng cáo nhiều đâu. 1,230,000 một đôi. Chính hãng của Camba các bác nhé. Đây. Đó. Tiếp đến thì em có một cái mũ bảo hiểm Hero. Chiếc này thì nó dạng dạng cái kiểu nó màu xám lông chuột. Hero size M các bác nhé. Chiếc này nó sử dụng công nghệ MIP rồi. Đây. Đây các bác này. Hình thức còn rất là mới. Đây là chỉnh vòng đầu các bác nhé. Hero. Cái size của nó đây. Vòng đầu từ 55 đến 59. Đấy, chiếc này nó sản xuất năm 2021 luôn. Đời rất là cao. Đó. Hình thức còn rất là mới các bác nhé.
này đội nó rất là ôm đầu, rồi cái lòng nó rất là sâu. Giro đây này. Cái chỗ này nó để cái gì đây? Iceland này biết gì đây? Nó sản xuất thì Iceland này biết gì đây? Nói chung là nó là hàng xịn các bác ơi. Này form rất là đẹp, màu thì rất là nhã nhặn, rất là phù hợp các bác trung trung tuổi độ những cái màu này. Chiếc này thì giá 1.650.000. Đấy, hàng còn rất là mới các bác nhé. Và quan trọng nữa là nó là xịn chính hãng, đời cao, công nghệ mít, độ rất là sướng luôn. 1.650.000. Tiếp đến thì em có một cái đôi bedan MKS của Nhật, hàng mới chưa qua sử dụng, made in Japan các bác nhé. Thằng này nó bền lắm. Cái loại này các bác chạy, em nói thật các bác nhé, có khi là xe hỏng nhưng mà bedan nó chưa hỏng đâu. Rất là mượt luôn, hàng mới luôn. Đấy. MKS này thì 1.1.000, 1.1.000 một đôi các bác nhé. Để cho các bác 1.1.000 đôi này. Một cái sang đĩa Duracer 9.000, hàng lướt nhưng mà nó còn mới lắm, rất chi là mới các bác nhé. Da bàn này, dập chìm các bác nhé. Đấy, cái tem 7 màu vẫn còn này các bác này. Đó. Hàng này thì Nhật nó về em còn chưa có vệ sinh gì đâu, nguyên bản đây. Cái này bác nào mà đang, nói chung là nó sẽ thích hợp với tất cả các cái bộ group nó sử dụng 11 lít của Shimano. 9.000, 9.001, 8.000 hay là 6.800 đấy. Các bác mua về xài tất cả là như nhau hết các bác nhé. Cứ 11 lít là ok. Chiếc này thì 1.800.000 các bác nhé. 1.800.000 cái chiếc này. Hàng Duracer 9.000. Thằng này bền lắm, rất là nhẹ và rất là bền. Bây giờ cái hàng 9.000 người ta không sản xuất nữa, bây giờ kiếm hàng lướt mà mới như này được cũng cả một vấn đề các bác nhé. Đấy, bác nào đang chơi 9.000 thì mà tương lai mà không nâng cấp lên 9.001 hoặc là lên điện ấy, thì các bác có thể mua về các bác để dành đấy. Đấy, không may trong cái trường hợp là cái sang đĩa nó lâu ngày lò xo xước nó kém. Đấy, gạt đĩa nó khó lên hoặc là nó khó xuống thì các bác mua về các bác thay vào. Hàng này giờ nó đẹp này, này nó ít lắm. Tiếp đến thì em có một cái bô tăng zip. Bô tăng zip. Cái này zip nhôm các bác nhé. Thằng này thông số khá là đẹp. Chúi 6 độ. Đấy. Và cái chiếc này thì nó dài 8 cm. Tâm này các bác này, đo tâm này. 8 cm các bác nhé. Đó. Zip này là zip đời mới. Em thì em nói thật là em vẫn thích những cái chiếc bô tăng nhôm. Carbon này em không khoái lắm. Carbon nó vừa to nó vừa thô. Đấy. Và cái gen của nó thì em nói thật là carbon mà xài lâu thì kiểu gì thì nó cũng bị xuống cấp. Đấy. Xài lâu mà không để ý là nó nhổ gen ấy. Dập ví dụ sập ổ gà kia không may nó tuôn gen ra là rất là nguy hiểm. Nên là em là bô tăng là em cứ ưu tiên nhôm em chơi. Mà zip nó rất là nhẹ và 6 cái con ốc này này. 6 con lục giác này của nó bằng titan các bác nhé. Chiếc này đời cao lắm. Đấy. Cái này thì để cho các bác 1.950.000. Zip nhôm, đẹp như mới luôn. Bác nào mà đang đi cái xe mà cái cây ngang ấy, cái cây ngang mà nó bị thừa nhiều ấy và cái bô tăng nó đang bị dài ấy, thì các bác mua cái này về. Các bác thay vào. Đấy, để nó rút ngắn cái chiều ngang lại để đi nó đỡ bị chồm, nó đỡ bị bò. Chiếc này cổ 31.8 các bác nhé. Đây. Chiều dài là 80 mm, chúi 6 độ. Đấy. Thông số rất là đẹp luôn. Không. Đây. Rất là mới. 1.950.000. Tiếp đến thì em có một cái đôi bedan lock. Lock kéo 2 mắc blade carbon. Sản xuất tại Pháp. Còn mới lắm các bạn. Đây, rất chi là mới luôn. Thằng này thì nó còn có cả can các bác nhé. Có cả can về các bác hay đấy, về chỉ việc sử dụng thôi. Lắp vào dây là sử dụng thôi. Bạc đạn rất là mượt. Thằng lóc này thì nó ra vào cá rất là nhẹ các bác nhé.
da và cá rất nhẹ luôn và nó rất là bền. Lóc của Pháp quá nổi tiếng, made in France. Hình thức còn rất là mới. Đây là cái đây này, nó còn cả hướng dẫn sử dụng này. Tất cả bên Nhật gửi về cho em và nó đang nằm ở trong bọc này. Có cả can này các bác nhé. Đấy. Đôi này thì để các bác 2,1 triệu các bác nhé. 2,1 triệu đôi này, còn mới lắm. Lóc kéo 2 mác blade carbon. Có cả can. Đấy. 2,1 triệu. Rồi. Tiếp đến à đây, vẫn còn lốp các bạn này. Lốp Continental Ultra Sport hồng vàng, hộp vàng. Thằng này thì em có 700x23 và 700x25C. 930.000 một đôi. Hàng này sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Chính hãng của Continental của Đức mà nó sản xuất ở Trung Quốc. Đấy. Giá rất là mềm và chất lượng rất là ok các bác nhé. Chất lượng rất là ngon luôn. Thằng này cũng khá là bền. Rất là ngon trong tầm giá các bác nhé. 930 một đôi bao ship tận nhà. Em vừa quay chi tiết một số cái mặt hàng hôm nay em bán. Các bác có nhu cầu sử dụng thì alo cho em. Số điện thoại là 0936525998. Số này thì có kết nối cả Zalo các bác nhé. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.